Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất tốt cho nhiều thị trường. Các bạn thấy được là trước hết nói về chứng khoán của Hoa Kỳ thì các chỉ số hôm nay đã có sự tăng trưởng rất là tốt như là các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã tăng 7,73%, chỉ số S&P 500 đã tăng 7% và chỉ số Nasdaq đã tăng 7,33% hôm nay. Và không chỉ riêng là chứng khoán, các bạn thấy là thị trường vàng cũng đã tăng lên 1,23% với cái giá là 1.714 đô cho một ounce vàng. Và dầu thì các bạn thấy là thị trường dầu cũng đã tăng. Bây giờ là tăng 3,72% ở cái mức là 27 đô la cho một thùng dầu. Và cái mức 27 đô la này cũng là cái mức mà dầu đã tăng trưởng cách đây vài ngày sau khi mà Tổng thống Trump ra cái lời phát biểu là sẽ có một cuộc đàm phán giữa các nước như là nước Saudi Arabia và nước Nga về việc là giảm cái số lượng nguồn cung của dầu để mà quản lý giá dầu thì lúc đó dầu đã tăng lên cái mức là khoảng 27 đô la cho một thùng dầu nhưng mà sau đó thì đã đi trở về một phần và bây giờ đã trở lên cái mức đó cái mức là 27 đô la cho một thùng dầu và hôm nay thì Bitcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng bạn thấy được chúng ta đang nhìn vào Bitcoin ở trên sàn Coinbase bây giờ cái mức là 7.319 đô cho một đồng bitcoin và các bạn thấy được là bitcoin có thể nào mà tiếp tục giữ trên cái mức 7000 đô hay là không chúng ta sẽ tiếp tục quan sát nhưng mà ngoài chip bitcoin ra thì các bạn thấy là các đồng khác cũng đã có cái sự tăng trưởng trong đó các bạn thấy là ethereum trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã tăng 17,8% có thể nói là những đồng lớn thì ethereum là đồng mà có cái sự tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì tại sao cái thị trường lại tăng hôm nay thì thật ra bây giờ các nhà đầu tư chỉ quan tâm đến một cái tài liệu mà quan trọng nhất đó chính là tài liệu liên quan tới dịch bệnh. Các bạn thấy là hàng ngày, hàng giờ thì các nhà đầu tư liên tục nhìn vào phát triển kế tiếp của dịch bệnh như thế nào, lan tỏ ra sao, có cái sự hy vọng nào hay là không và sau đó thì các bạn thấy là thị trường sẽ phản ứng dựa theo tài liệu dịch bệnh ra sao và cách đây khoảng chừng vài tháng thì một nhà đầu tư sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn như là họ có thể là lựa chọn là đầu tư vào thị trường nào phân bổ vốn bao nhiêu dựa theo là cái sự nguy hiểm cũng như là cái phần trăm lợi nhuận là bao nhiêu nhưng mà các bạn thấy là bây giờ hầu như là các nhà đầu tư chỉ có hai sự lựa chọn lựa chọn đầu tiên là giữ tiền mặt và lựa chọn thứ nhì là chấp nhận mạo hiểm và đầu tư tại vì bây giờ một trong những yếu tố mà không ai quản lý được đó chính là yếu tố liên quan tới dịch bệnh không ai biết được là ngày mai sẽ ra sao và hôm nay chúng ta có một số tin tức liên quan đến dịch bệnh mà nhiều nhà đầu tư cho là một hy vọng tốt đẹp cho nên hôm nay các thị trường cũng đã có cái sự tăng trưởng nhưng mà ngày mai chỉ cần là chúng ta nhận được tin tức xấu đưa ra từ dịch bệnh thì sẽ làm cho cả thị trường đi xuống một lần nữa cho nên bây giờ thì các nhà đầu tư chỉ nghĩ tới là họ có chấp nhận nguy hiểm hay là không chấp nhận nguy hiểm không chấp nhận nguy hiểm có nghĩa là giữ tiền mặt bây giờ và chờ cho đến khi nào mà có được những tài liệu chắc chắn hơn về tiến triển dịch bệnh và nếu như mà họ không chấp nhận nguy hiểm thì họ sẽ bán hết cái mạng đầu tư của mình trong đó đương nhiên là có luôn bitcoin cho nên trong cái thời gian này các bạn thấy được là cái sự tương quan giữa các thị trường rất là cao và thực ra hôm nay có hai điều tôi muốn nói với các bạn hai điều này là xoay quanh tin tức trong thời điểm này khi mà các bạn nhận được tin tức thì các bạn phải nhìn vào tin tức với nhiều góc cạnh khác nhau. Để thương cho các bạn hai ví dụ. Ví dụ đầu tiên chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới tài liệu dịch bệnh. Thường nghĩ là đây là một trang web mà không ai mà không quen thuộc. Trang web mà hầu như là người nào cũng lên trên đây một ngày đi lên nhiều lần để mà coi tài liệu thống kê dịch bệnh của các quốc gia là như thế nào. Và hôm nay các bạn thấy là cái sự tăng trưởng mạnh là vẫn ở nước Hoa Kỳ với cái mức là 376.004 ca tổng cộng và nhiều người sau khi mà thấy tin tức là Hoa Kỳ có con số 367.000 ca và cái số lượng người tử vong là lên tới 10.871.000 thì lại rất là lo ngại sau khi mình đọc tin tức này. Nhưng mà thật ra các bạn phải nhìn vào tin tức này với nhiều góc cạnh như là các bạn thấy là tuy là tổng số ca Hoa Kỳ là 367.000 so với lại Tây Ban Nha là 136.000, Italy, Ý là 132.000, Đức là 103.000 và Pháp là 98.000. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào những tài liệu này thì điều đầu tiên các bạn phải nghĩ là nếu như mình một nước này tăng trưởng hơn một nước kia khoảng chừng là 20%, 50% thì có thể là hợp lý. Nhưng mà khi các bạn thấy được là một cái quốc gia mà có cái số lượng ca cao hơn những nước khác gấp 3 lần các bạn thấy được là so với lại Tây Ban Nha hay là Ý thì cái số lượng ca của Mỹ gần như đã hơn Tây Ban Nha hay là Ý gấp 3 lần và so với lại số ca ở trên nước Đức và nước Pháp thì cái số lượng ca của Mỹ gần như là gấp 4 lần hai cái nước này thì tại sao các bạn phải thấy được là khi chúng ta nhìn vào những tài liệu ở bên góc bên tay phải này đây là những tài liệu mà thằng cảm thấy là ít ai nói tới thì các bạn thấy được là các bạn phải nhìn vào đầu tiên là cái số lượng người mà đã đi thử nghiệm hiện bây giờ là Hoa Kỳ có tới 1,9 triệu người, gần như là 2 triệu người đã đi thử nghiệm. Khi mà các bạn nhìn vào nước kế tiếp là nước Tây Ban Nha thì chỉ có 355 người đã thử nghiệm. Hay là nước Ý chỉ có 721.000 người thử nghiệm. Nước Đức là chỉ có 918.000 người thử nghiệm. Và nước Pháp chỉ có 224.000 người thử nghiệm. Cho nên các bạn thấy được là tổng số thử nghiệm của nước Mỹ bây giờ đã hơn nước Tây Ban Nha khoảng là 6 lần. Đã hơn nước Ý các bạn thấy được là gần như là 3 lần gấp đôi số lượng thử nghiệm ở nước Đức và gần như là gấp 10 lần số lượng thử nghiệm ở nước Pháp. Cho nên thử nghiệm nhiều thì cái số lượng người mà phát hiện ra bị nhiễm sẽ nhiều hơn. Đây cũng là một cách mà các bạn nhìn vào tài liệu này. Hay là các bạn nhìn vào một số những tài liệu khác như là tính theo cái tỷ lệ dân cư. Thì nếu như mà trong một triệu người thì bao nhiêu người đã đang bị nhiễm. Các bạn thấy được là thống kê là trung bình một triệu người dân Mỹ là có khoảng 1.109 người bị. Trong khi mà Tây Ban Nha cũng là một triệu người thì có thể lên tới là gần như 3.000 người bị nhiễm. Ở Ý cũng là một triệu người đó, gần như là 2.192.000 người là bị nhiễm. Đức trung bình là 1.234 người trên một triệu người bị nhiễm. Và Pháp trung bình là 1.500 người trên một triệu người bị nhiễm. Và tổng số tử vong các bạn thấy được là tuy chúng ta nhìn vào Mỹ bây giờ là có 10.871.000 người tử vong tổng cộng. Và khi chúng ta nhìn vào thống kê trung bình thì khoảng 1 triệu người Thì 33 người tử vong vì dịch bệnh Kế tiếp Tây Ban Nha cũng 1 triệu người đó Mà có tới 285 người trung bình Là tử vong vì dịch bệnh Ý 273 người Đức 22 người Và Pháp 137 người Cho nên các bạn thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào tất cả các tài liệu Thì tuy là cái số lượng cao Rất là cao ở Hoa Kỳ Và cái số lượng người tử vong cũng cao nhưng mà không có cao như là mọi người tưởng tượng khi mà chúng ta nhìn vào tất cả các tài liệu liên quan và một cách nhìn khác nữa khi mà các bạn nhìn vào tài liệu liên quan tới Hoa Kỳ hôm nay thì tại sao các bài báo nói là cái số ca nhiễm đã giảm xuống trong khi mà hôm nay chúng ta vẫn thấy rất nhiều ca nhiễm được đưa ra bởi Hoa Kỳ và đặc biệt là ở New York tại vì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào cái số lượng tăng trưởng đây là tổng số ca tăng trưởng thì các bạn thấy được là số ca tăng trưởng vẫn còn rất cao hàng ngày thì tại sao lại có người nói là cái số lượng tăng trưởng đã giảm xuống thật ra cái mà họ nói đó chính là cái phần trăm tăng trưởng khi mà chúng ta không có nhìn vào biểu đồ này cách bình thường mà nhìn vào cái biểu đồ logarithmic logarithmic này là một biểu đồ mà các bạn cũng đã thường hay sử dụng ở trên những cái phần mềm trading như là trading view các bạn thấy là phía dưới các bạn có cái nút gọi là log khi các bạn bấm vào thì nó sẽ cho các bạn thấy được đây là cái sự tăng trưởng hay là đi xuống về mặt giá cả nhưng mà không tính theo là đô la mà tính theo phần trăm khi mà các bạn không có sử dụng log thì cái biểu đồ này sẽ cho các bạn thấy được là tăng trưởng tính theo đô la thì cũng tương tự khi mà các bạn nhìn vào cái log rhythmic cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là cái phần trăm tăng trưởng ngày này qua ngày nọ là như thế nào thì rất rõ ràng là cái tốc độ tăng trưởng đã giảm dần so với tốc độ tăng trưởng trước đây đầu tháng 3 là tăng lên rất nhanh bây giờ tốc độ tăng trưởng nó giảm dần khi mà chúng ta tính theo phần trăm tăng trưởng cũng tương tự các bạn thấy được là khi mặt bằng tính theo cái phần trăm mà tử vong số lượng người tử vong vẫn tăng lên rất nhiều nhưng mà khi chúng ta nhìn vào phần trăm tăng trưởng thì rất rõ ràng là trong dòng mấy ngày qua đã có một cái sự chuyển biến là phần trăm tử vong đã giảm đi ngày này qua ngày nọ và điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là không phải là ở Hoa Kỳ không có nhiều ca hay là không có nhiều người tử vong Hoa Kỳ có rất nhiều ca và có rất nhiều người tử vong nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào tất cả những tài liệu liên quan và có thể cho các bạn một cách nhìn khác về tình hình hiện tại. Và đó là lý do tại sao mà hôm nay có nhiều bài báo nói là tình hình dịch bệnh đã giảm nhưng mà con số vẫn tăng lên tại vì họ chỉ nhìn vào phần trăm. Điều thứ nhì thì muốn nói với các bạn đó chính là liên quan tới thất nghiệp. Các bạn thấy được là tài liệu thất nghiệp thì cũng tương tự. Cách đây khoảng chừng vài ngày, ngày 2 tây tháng 4 thì thất nghiệp thống kê là tuần thứ nhì đã được đưa ra là có 6,6 triệu người thất nghiệp ở Hoa Kỳ. Tính luôn tuần đầu tiên là khoảng 3,3 triệu người có nghĩa là trong vòng chỉ có 2 tuần số lượng người thất nghiệp đã lên tới gần như là 10 triệu người thất nghiệp. Một con số mà cực kỳ cao trong thời gian rất ngắn có thể nói là chưa từng thấy ở Hoa Kỳ. Thường nghĩ là các bạn cũng đã thấy nhiều bài viết liên quan tới cái tài liệu này. Nhưng mà điều tôi muốn nói với các bạn ở đây là khi mà chúng ta nhìn vào thất nghiệp liên quan tới dịch bệnh thì rất là khác so với những cái đợt thất nghiệp trước đây. Tại sao? Tại vì đầu tiên thì thống kê đưa ra tháng 3 cho thấy được là thất nghiệp. Tuy là rất nhiều người đang khai thất nghiệp nhưng mà không phải ai cũng thất nghiệp. Cái số lượng người thất nghiệp bây giờ là tập trung vào một số ngành và những ngành đó là những ngành nào? Thì theo thống kê tháng 3 được đưa ra bởi Bộ Lao động thì các bạn thấy được là cái số ngành mà bị ảnh hưởng nhiều về dịch bệnh. Đầu tiên thì nghĩ là một ngành mà ai cũng có thể đoán được, đó chính là ngành giải trí và khách sạn. Và khi mà chúng ta nói tới ngành giải trí và khách sạn ở đây là chúng ta sẽ nói luôn những nơi ăn uống, những nhà hàng, những quán bar. Kế tiếp đó chính là dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội đứng thứ nhì với 61.200 người thất nghiệp. Thì có thể các bạn hỏi là tại sao một dịch vụ chăm sóc sức khỏe bây giờ lại thất nghiệp trong khi mà bây giờ là có cần rất nhiều người chăm sóc sức khỏe, cần rất nhiều những y tá. Nhưng mà đó là chúng ta chỉ nói tới một phần nhỏ của dịch vụ chăm sóc sức khỏe thật ra khi mà các bạn nhìn vào những dịch vụ khác như là nha sĩ hay là gia liễu thì những người đó bây giờ là vẫn đang thất nghiệp các bạn thấy là những y tá làm trong những cái ngành đó thì vẫn đang thất nghiệp tại vì bây giờ chỉ tập trung vào bệnh viện để mà lo dịch bệnh chứ không phải là liên quan tới làm răng hay là gia liễu và trợ giúp xã hội ở đây là chúng ta nói tới những nơi mà chăm sóc cho người già hay là giữ trẻ trong cái mùa dịch bệnh này là phần lớn những nơi đó cũng đóng cửa tại vì họ không muốn nhiều người tập trung họ không muốn là các người già tập trung là một nơi cho nên phần lớn mọi người lại đi trở về nhà con nít cũng giữ ở nhà cho nên những người mà làm trong ngành này cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề đứng thứ nhì tuy nhiên là giải trí và khách sạn vẫn là một ngành mà bị thất thoát nhiều nhất coi như các bạn thấy là cái ở cái mức độ cao hơn những ngành khác rất là nhiều có thể nói là các ngành khác cộng lại cũng không bằng cái số lượng việc làm bị mất trong ngành giải trí và khách sạn ngành thứ ba mà bị ảnh hưởng nhiều đó chính là dịch vụ tư vấn và kinh doanh ngành thứ tư bị ảnh hưởng đó chính là các ngành buôn bán lẻ như là những cái chợ nhỏ ngành thứ năm bị ảnh hưởng nhiều là ngành xây dựng ngành thứ sáu bị ảnh hưởng nhiều đó chính là ngành sản xuất tuy nhiên các bạn thấy là nhiều nhà máy bây giờ là vẫn đóng cửa không có hoạt động kế tiếp là những ngành mà khai thác dầu khai thác gỗ những ngành đó cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề ngành vận tải cũng bị ảnh hưởng nhưng mà không có bị ảnh hưởng nhiều các bạn thấy là ngành vận tải bị mất một ngàn việc làm nhưng mà thực ra ngành vận tải bây giờ vẫn là một ngành mà có nhiều người đang làm việc tại vì vẫn cần có người để mà di chuyển hàng hóa, di chuyển lương thực từ đây này qua nơi kia. Những ngành mà không có bị mất việc mà lại tăng việc trong dòng, tháng 3 này là ngành tài chính, ngành thứ nhì mà có cái sự tăng trưởng đó chính là ngành cung cấp tiện ích. Nghĩa là cung cấp điện, cung cấp ga, cung cấp những cái dịch vụ mà các bạn cần thiết khi các bạn ở nhà. Ngành thứ ba mà có sự tăng trưởng trong tháng 3 đó chính là ngành buôn bán sĩ. và ngành thứ tư mà có sự tăng trưởng mạnh trong dòng tháng 3 này đã chính là ngành thông tin. Ngành này đã có thêm 12.000 việc làm. Thì điều mình thường nói với các bạn ở đây là cái sự thất nghiệp kỳ này là không giống như những lần trước, tại vì thất nghiệp là không phải ai cũng thất nghiệp mà thất nghiệp là tập trung vào một số ngành. Trong đó các bạn thấy là phần lớn vẫn là cái ngành giải trí và du lịch. Và khi mà chúng ta nói tới thất nghiệp thì trước đây là có ba loại thất nghiệp mà nhiều người nói tới. Loại đầu tiên thì gọi là thất nghiệp tính theo mùa sẽ có một số ngành mà lúc nào cũng là đi theo mùa mà không có phải là mùa ngành đó thì sẽ có nhiều người thất nghiệp trong đó các bạn có là ngành du lịch cũng như là ngành mà bán trong mò các bạn thấy là khi mà những mùa lễ như lễ Noel thì trong mò sẽ mướn rất nhiều người nhưng mà sau lễ thì họ lại sa thải nhiều nhân viên cho nên những ngành đó là những ngành mà lúc nào cũng có cái phần trăm thất nghiệp theo mùa thất nghiệp thứ nhì là thất nghiệp tại vì cái cơ cấu của kinh tế không được tốt nghĩa là sao có nghĩa là các bạn có thể là có nhiều những công ty đang mướn người mà mướn không được người nhưng mà ngược lại lại có nhiều người thất nghiệp mà không kiếm đi việc làm Lý do là tại vì các công ty đang mướn kiếm cái số người mà những người thất nghiệp bây giờ là không thể làm được những việc đó Giả sử như là các bạn là một công ty mà đang kiếm nhiều người lập trình, nhiều người IT Nhưng mà trong quốc gia đó lại không có nhiều người làm ngành đó Nhưng mà ngược lại lại có nhiều người mà đang thất nghiệp Nhưng mà họ cũng không biết về IT Cho nên đây gọi là thất nghiệp về cái cơ cấu của kinh tế không được phù hợp Và cái thất nghiệp thứ ba đó chính là thất nghiệp trong thời gian di chuyển Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái loại thất nghiệp này là cái loại thất nghiệp mà tạm thời Tại vì khi mà người dân di chuyển từ một ngành này một ngành khác thì họ sẽ có một khoảng thời gian thất nghiệp Giả sử như là Bây giờ là có nhiều người đang mướn người làm IT, các bạn đang thất nghiệp nhưng mà lại không biết làm IT thì các bạn phải vô trong trường học, sau đó mới bắt đầu đi làm cho các hãng mà cần người làm IT thì trong thời gian đó các bạn sẽ bị thất nghiệp nhưng mà đó gọi là thất nghiệp trong thời gian các bạn di chuyển từ ngành này qua ngành khác hoặc là ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy là các ngành thì thường là tập trung vào trong một số những cái quận, một số những thành phố như là thung lũng Silicon thì là thành phố mà tập trung nhiều người làm về ngành công nghệ thì nếu như mà các bạn ở một nơi khác thì các bạn phải nghĩ việc làm ở đó di chuyển qua bên thung lũng Silicon nếu như các bạn muốn phát triển trong ngành công nghệ chẳng hạn thì trong thời gian đó các bạn bị thất nghiệp nhưng mà chỉ là tạm thời trong lúc mà di chuyển nhưng mà các bạn thấy được là ba loại thất nghiệp này không có phù hợp với tình hình hiện tại tình hình hiện tại bây giờ là thất nghiệp như chúng ta mới vừa nói tới là thất nghiệp là xoay quanh một số ngành và cộng với đó là thất nghiệp là không phải là không có ai mướn cho bạn mà cũng không phải là không có việc làm mọi người bây giờ không đi làm được là tại vì không thể đi làm các công ty không mở cửa được là tại vì không thể mở cửa tại vì dịch bệnh chứ không phải là họ không muốn mướn người hay là không có việc làm việc làm thì có rất nhiều công ty cũng muốn mở cửa nhưng mà không mở cửa được Và ngược lại thì người dân bây giờ cũng không thể ra ngoài để mà mua sắm cho nên nền kinh tế bây giờ coi như đứng yên một chỗ khi mà mở cửa trở lại thì mọi người sẽ có việc làm và mọi thứ sẽ từ từ trở lên bình thường tuy nhiên tôi nghĩ là có một số ngành phải cần rất nhiều thời gian các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới ngành du lịch thì tôi nghĩ là cái dịch bệnh này sẽ ảnh hưởng rất nhiều và rất lâu đối với ngành du lịch. Khi mà các nước mở cửa giao dịch trở lại như là bình thường thì chừng nào các bạn mới mua vé để mà đi du lịch. Tôi nghĩ là các bạn sẽ có câu trả lời nhưng mà tôi nghĩ là nhiều bạn sẽ không có ý định đi du lịch trong thời gian tới đây. Cho nên cho dù là dịch bệnh đã có cách giải quyết cũng không có nghĩa là người dân sẽ đổ xô đem đi du lịch cho nên một số ngành sẽ bị ảnh hưởng rất lâu dài. Nhưng mà khi các bạn nhìn vào tài liệu 10 triệu người thất nghiệp, các bạn cần phải tìm hiểu thêm về 10 triệu người thất nghiệp này là có ý nghĩa như thế nào. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này. Và nếu như bạn là một trader, bạn thích trade margin thì các bạn có thể tham gia sàn NEPX thông qua link của thùng Capital phía dưới. Các bạn có thể điền đơn để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tín hiệu trade miễn phí. Trade margin có nhiều nguy hiểm, không có phù hợp như những bạn mới, chỉ thích hợp cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading. Và nếu như mà bạn muốn trade all coin, các bạn có thể tham gia sàn Binance tham gia thông qua link của Thuận Capital ở phía dưới các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch. Sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% và phí của các bạn. Và ngoài trên các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên trang web thuậncapital.com Và Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.